Một tụ điểm cà phê tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet vừa bị đội cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt quả tang, trong đó phát hiện 3 đối tượng cầm đầu đang tổ chức cho hàng chục thanh niên xem bóng đá và cá độ. 3 đối tượng gồm Đặng Hữu Thịnh, 40 tuổi, Trần Ngọc Chiến, 31 tuổi, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và Nguyễn Đức Thạch, 32 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Sau nhiều ngày theo dõi ở khu vực quán cà phê A Thịnh có địa chỉ tại 114 Đồng Kè, do Đặng Hữu Thịnh làm chủ, các trinh sát phát hiện nơi đây thường xuyên tụ tập số lượng lớn thanh niên đến xem bóng đá và có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Khi công an quận ập vào thì phát hiện Thịnh, Chiến, Thạch đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 14 con bạc tại quán, thu giữ nhiều tịch đề, hai dàn máy vi tính kết nối với các trang mạng cá độ nước ngoài, gần 70 triệu đồng tiền mặt, hơn 3.000 đô la Mỹ. Được biết quán cà phê này đã tổ chức ghi cá độ bóng đá trong suốt một thời gian dài, nhất là vào thời điểm các giải đấu bóng đá quốc tế diễn ra.